Nhắc đến lớp học, chúng ta sẽ hình dung tới hình ảnh thầy cô giáo giảng bài, tiếng các em học sinh thi nhau phát biểu. Nhưng với lớp học này, chúng tôi nói đặc biệt bởi vì khi đến đây, ta chỉ tìm thấy sự im lặng, không tiếng nói, không lời giảng bài hay phát biểu, mà chỉ bằng những cái quơ tay và cử chỉ khi giao tiếp. Nhưng nó lại không đơn thuần chỉ là một lớp học cho những học viên khiếm thính như nhiều lớp học khác, mà nó đặc biệt bởi câu chuyện của mẹ con cô Thảo, cũng là người lập nên lớp học này. Bị điếc thì không nghe được tiếng nói của mọi người, do đó cháu không thể nào bắt chước phát âm được. Và từ đó tôi rất là buồn và rất là thất vọng. Tôi thấy cuộc đời không còn cái gì nữa, giống như toàn màu đen. Nhưng mà nhìn thấy con bụ bẫm và rất là hồn nhiên vô tư, thành tự ra tôi cố gắng tự nhủ lòng bực mình dậy. Ở thời điểm đó và hoàn cảnh ấy, cô Thảo chỉ còn cách tìm hiểu các tài liệu, cuốn sách dạy cách trao đổi bằng cử chỉ với người khiếm thính. Và chính cô vừa là mẹ, vừa là cô giáo dạy anh Khiêm nói những chữ cái đầu tiên mà không phải từ cái miệng bé xinh của một đứa trẻ, mà bằng đôi tay. Một điều bất ngờ ở anh Khiêm khiến ai nấy đều khâm phục. Năm 2009, anh đã đậu vào Đại học Chính quy, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm cao gần tuyệt đối, 29,5 trên 30 điểm. Anh cũng chính là người câm điếc đầu tiên của Việt Nam đỗ vào Đại học Chính quy. Mẹ rất lo cho tương lai của Khiêm. Sẽ bị ngu khờ và không biết chữ nào. Khi không học nữa thì sẽ bị thiệt thòi như thế nào trong cuộc sống. Mẹ Thảo luôn cố gắng động viên Khiêm. Học càng nhiều càng tốt. Và điểm cao trong các môn học thì không quan trọng đâu. Khiêm tự làm bài văn rồi đưa cho mẹ xem và sửa lại cho đúng. Khiêm luôn tự nhủ với bản thân rằng là sẽ cố gắng học càng nhiều càng tốt. Và khi học càng nhiều thì Khiêm lại càng cảm thấy hiểu hơn. Bất ngờ, Khiêm thi đậu được vào thủ khoa Đại học Chính quy. Khiêm cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều. Vì tình yêu của mẹ và sự dạy dỗ bảo ban của mẹ dành cho Khiêm trong suốt thời gian vừa qua. Hai mẹ con cô Phương Thảo và anh Đoàn Phạm Khiêm đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và cũng có được niềm hạnh phúc nhất với thành công trong kết quả học tập của anh. Và chính từ những gì đã trải qua, mẹ con anh Khiêm luôn trân trọng những giá trị đó và đã quyết định chia sẻ cùng với những người có hoàn cảnh như mình. Lớp học không tiếng nói ra đời từ đó. Cô Thảo và anh Khiêm đã giúp nhiều người câm điếc giao tiếp được và tự tin hòa nhập với xã hội. Em học ở đây được 3 năm rồi. Tại đây, em học được rất nhiều điều. Kỹ năng sống, pháp luật, văn nghệ, giáo dục và các ngôn ngữ ký hiệu. Em cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời. Em mong muốn sẽ cùng được chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng điếc câm tại Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tốt hơn nữa, giúp được nhiều người hơn nữa. Em xin được chân thành cảm ơn cô Thảo và thầy Khiêm rất nhiều. Hiện nay thì tôi cũng lớn tuổi và sức cũng rất yếu rồi. Tôi rất lo là nếu tôi chết đi mà thì tương lai các em sẽ như thế nào. Thì tôi rất trăn trở và hiện nay tôi cùng con tôi mong muốn tham gia cái dự án này. Để mà từ từ giúp cho từng nhóm thành công, xong mình lại giúp tiếp những cái nhóm khác. Và tôi mong mỏi cộng đồng quan tâm để giúp đỡ cho các em. Câu chuyện về lớp học không tiếng nói, câu chuyện về tấm gương vượt khó đi đến thành công đáng kính nể của anh Khiêm và mẹ mình đã khiến rất nhiều người cảm động. Có lẽ chính câu chuyện ấy làm chúng ta lắng lại và chợt thấy Việt Nam thật đẹp khi có những người như họ.